Bản tin COVID-19 trưa 27 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 76 ca COVID-19, trong đó số ca mắc ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm 65 ca, là các ca bệnh từ bệnh nhân 15.336 đến bệnh nhân 15.400, gồm 43 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 19 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Tân Phú Trung ở huyện Củ Chi, 1 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà ở quận 1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Sáng cùng ngày, Bộ Y tế cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 40 ca COVID-19. Tính cả sáng và trưa 27 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 105 ca COVID-19. Đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 3.440 ca COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố kể từ khi dịch bệnh xuất hiện. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cho biết tổng số hiện đang thực hiện cách ly là 39.578, trong đó 11.626 người đang cách ly tập trung, 27.952 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện cho tất cả các nhóm từ đợt dịch đầu tiên là 851.816 mẫu, tính đến 20 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2021. Đợt dịch thứ tư tính từ ngày 26 tháng 5 đến nay đã xét nghiệm tổng cộng hơn 1,1 triệu mẫu. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.